Hãy toàn đặt ra chúng ta nối A với A B với B, C với C Nằm trong cái khuôn khổ hình này và không cắt nhau Thì các bạn nối như thế nào Thì ở đây chúng ta sẽ để xuống cách nối như thế này Ta nối B với B Rồi OK Rồi C với C phòng trên này Đấy Bây giờ nối A với A Thì như thế nào bây giờ các bạn mà nối trực tiếp với sẽ cắt nhau này nối cắt nhau mà chúng ta nối a và a đi theo cái đường này đấy, có kẻ hở đây đấy. chúng ta đi này, các bạn thấy này. đây ok chưa đấy các bạn có cách nối khác đi mô tả ở chỗ dưới video nhé